Vâng, và rõ ràng là nhờ các chính sách hỗ trợ y tế của nhà nước mà những năm gần đây, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao đã có điều kiện tốt hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Mặc dù là vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực tận tâm của các bác sĩ cũng như là ngành y tế, sức khỏe cộng đồng tại những khu vực này đã từng bước được cải thiện. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTV4 tại xã Tà Tổng, huyện biên giới Mường Tè của tỉnh Lai Châu. Hôm nay, Và A Lính cùng con gái 5 tuổi đến trạm y tế xã Tà Tổng để thăm khám bệnh và tiêm vaccine phòng COVID-19. Nhà cách trung tâm y tế gần 1 tiếng đi xe, nhưng khi được các bác sĩ và chính quyền vận động, gia đình anh cùng nhiều người dân khác đã hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Cho con đi tiêm mũi 1 để phòng chống COVID, để cho an toàn cho bà con. Trước đây, chỉ ở nhà rồi phó mặc cuộc sống của mình cho thầy cúng. Nhưng bây giờ đã hiểu là có bệnh phải đi khám. Các bác sĩ rất nhiệt tình chăm sóc cho mình và bà con. Xã Tà Tổng là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 55%. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống rải rác và xa trung tâm huyện. Việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp cán bộ y tế xã phải đến tận nhà để thăm khám, phát thuốc và tiêm vaccine phòng COVID-19. Có những lúc mưa bão hay các bản bị cô lập, nhiều bác sĩ vẫn đến với chúng tôi, phát thuốc và cấp cứu kịp thời cho người dân. Hiện tại trạm y tế thì có nhiều rất khó khăn do địa bàn xa xôi, cho là đặc biệt là mùa mưa lũ thì các bà con thì khó đi lại. Trạm y tế và chính quyền địa phương vào cuộc vận động đến từ nhà để vận động bà con đến trạm tiêm để thực hiện tốt công tác tiêm chủng để đảm bảo bao phủ vaccine mũi cơ bản. Thời gian vừa rồi cho đến nay, cái số y bác sĩ lấy xá tan lên cũng đảm bảo, rất là đảm bảo cho tỷ lệ khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại trạm. Còn đối với tiêm phòng trong COVID-19, đối với số mà 12 tuổi trở lên thì đạt 94%, còn số mà 5 tuổi trở lên, tỷ lệ cho đến ngày hôm nay là đạt 16%. Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 2 bệnh viện tuyến tỉnh, 15 phòng khám đa khoa khu vực, 8 trung tâm y tế bệnh viện huyện, 108 trạm y tế xã phường thị trấn được xây dựng khang trang. Nhiều bác sĩ trẻ đã tình nguyện xung phong đến với vùng cao, nhiều ca bệnh được cấp cứu kịp thời. Sức khỏe được chăm lo, cải thiện, giúp đồng bào các dân tộc yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn.